Kỳ lạ Chelsea không cần đua top 4 Premier League. Huấn luyện viên Enzo Maresca đã thừa nhận rằng Chelsea không đặt mục tiêu giành vé dự Champions League trong mùa giải này. Đồng nghĩa không cần vào top 4 Premier League vì các chủ sở hữu của câu lạc bộ đã quyết định áp dụng cách tiếp cận dài hạn để đạt được thành công. Tỷ phú Todd Boehly và Bernard Eadbay đã sa thải 3 huấn luyện viên trong 2 năm kể từ khi tiếp quản từ nhà tài phiệt Roman Abramovich vào tháng 5 năm 2022. Đồng thời ký hợp đồng với 35 cầu thủ trong cùng thời gian đó. Tuy nhiên, tân huấn luyện viên Maresca đã được thông báo rằng ông không phải chịu áp lực phải lọt vào top 4 Premier League ở lần đầu tiên của ông. Huấn luyện viên người Ý Enzo Maresca vừa dẫn dắt Leicester giành chức vô địch Championship trong mùa giải đầu tiên của mình, đã được cấp trên thông báo rằng chỉ cần The Blues có dấu hiệu tiến bộ là đủ. Những gì tôi có thể nói là không ai của Chelsea yêu cầu tôi giành vé dự Champions League năm nay. Không ai yêu cầu chúng tôi cần phải lọt vào top 4 Premier League. Huấn luyện viên Maresca bật mí, họ nói rằng chúng tôi nỗ lực thi đấu và cạnh tranh từng bước một. Khi được hỏi liệu ban lãnh đạo Chelsea có đặt ra mục tiêu nào cho mùa giải hay không, huấn luyện viên Maresca trả lời, chúng tôi chỉ cần cho họ thấy cảm giác chúng tôi đang đi đúng hướng. Đây là một mục tiêu rất tốt khi chủ sở hữu. Giám đốc thể thao, ban huấn luyện, các cầu thủ đều có cùng ý tưởng và đang đi cùng một hướng. Nếu không phải bây giờ thì có thể là trong một tháng, hai tháng, trong một năm, nhưng chúng tôi sẽ sớm đi lên. Huấn luyện viên Maresca cũng biết rằng Chelsea có một công việc khó khăn để thu hẹp khoảng cách với những đội bóng phía trên. Sau khi kết thúc ở vị trí thứ 6 mùa trước, với phần lớn mùa giải ở giữa bảng xếp hạng và giành vé dự Europa Conference League, giấc mơ của tôi là cạnh tranh với những đội bóng thống trị top 4 Premier League. Nhưng chúng tôi biết để vượt qua khoảng cách đó không phải là điều dễ dàng. Chelsea cần làm việc mỗi ngày cùng nhau. Chúng tôi phải đoàn kết. Không ai nói rằng chúng tôi cần lọt vào top 4 nếu không sẽ thất bại. Và The Blues đang tìm kiếm điều gì đó trong 5 năm. Vì chúng tôi muốn thống nhất với những gì chúng tôi sẽ làm. Trong khi đó, Conor Gallagher đã trở lại và đang tập riêng với đội 1 sau khi vụ chuyển nhượng dự kiến đến Atletico Madrid bị đình trệ. Và huấn luyện viên Maresca biết rõ đội hình của ông hiện đang quá dư thừa. Một cầu thủ khác có khả năng ra đi là Ben Chilwell, người đã không góp mặt trong 3 trận giao hữu gần đây và chỉ chơi 64 phút trong 3 trận trước đó. Maresca cho biết hậu vệ trái người Anh nên tìm một đội bóng khác. Chilwell đang ở cùng chúng tôi nhưng cậu ấy không tập luyện trong vài ngày qua vì bị ốm. Mặc dù tôi rất thích cách Chilwell chơi bóng nhưng vấn đề là cậu ấy đang gặp khó khăn trong việc tìm đúng vị trí với chúng tôi. Đây là lý do Chilwell không chơi trận gặp Inter tuần trước. Về khả năng Chilwell có thể bị bán hay không, huấn luyện viên Maresca trả lời, chúng tôi hiện có 22 cầu thủ tập luyện và nếu bạn hỏi tất cả, họ đều muốn chơi trận gặp Man City vào ngày 18 tháng 8 nhưng điều đó là không thể. Khi cầu thủ tập luyện hàng ngày mà không được ra sân thi đấu thì điều đó không tốt cho họ cũng như cho tôi. Vì thế, tôi cần phải đưa ra quyết định. Có lẽ tốt hơn là Chilwell ra đi để tìm kiếm cơ hội thi đấu. Thị trường chuyển nhượng vẫn đang mở. Chelsea sẽ bắt đầu mùa giải tiếp nhà đương kim vô địch Manchester City, nơi Maresca từng là trợ lý cho huấn luyện viên Pep Guardiola trong 2 năm. Ông thầy của Chelsea nhớ lại, tôi đã khá may mắn làm việc dưới quyền của huấn luyện viên Carlo Ancelotti khi còn là cầu thủ, cũng như Lippi hay Pellegrini và sau đó là trợ lý huấn luyện viên. Cuối cùng là với Pep trong 2 mùa giải. Tôi cố gắng lấy những điều từ tất cả huấn luyện viên này để tạo ra một phong cách của riêng mình. Tôi coi Pep không chỉ là một huấn luyện viên. Ông ấy là một thiên tài. Khi ở gần Pep, tôi cố gắng nhìn thấy những điều ông làm và học hỏi để tạo ra ý tưởng của riêng mình.